Thích người phụ nữ có làn da trắng, mềm mại, mát mẻ, mịn màng, măng mê mới mùi mẫn. Trời ơi. Anh có ghen dữ không ạ? Có ghen chứ em. Vậy em có ghen không? Dạ có chứ. Vậy mình hợp nhau đó. Trời. Còn bây giờ mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Thôi, giới thiệu về mình đi em. Dạ, xin chào anh Nguyễn Linh, đại diện họ nhà trai. Chào em. Xin chào chị Cát Trường, đại diện họ nhà gái. Chào xin em. Xin chào bạn gái kế bên. Dạ, xin chào họ hàng nội ngoại hai bên. Xin giới thiệu là anh tên Võ Văn Thừa, em đến từ trái đất. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Gì? Trái đất hả? Dạ. Tỉnh nào? Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Biết miền Trung rồi nhưng mà ở miền đâu? Miền Trung nó rộng lắm em. Dạ em ở miền Tây anh. Em ở Định Bến Tre. Năm nay em 31 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên văn phòng của ban quản lý chợ Gò Vấp. Thì công việc chính là đếm tiền. Em làm gì ở chợ Gò Vấp? Nhân viên thủ quỹ. À, rồi mời em gái. Em tên là Kim Thoa, 29 tuổi và đang kinh doanh về mặt hàng quần áo và may mặc. Quê gốc của em thì cũng ở Bến Tre, nhưng mà hiện tại thì nhà em đang ở Vũng Tàu ạ. Em cũng đang sinh sống làm việc tại quận Gò Vấp ạ. Ồ, sao hai người là trùng hợp dữ vậy ta? À, bạn gái bên kia là ở Bến Tre ở huyện nào vậy? Dạ, em ở huyện Bình Đại anh ạ. À, mình ở Ba Tri. Dạ. Hiện tại bạn ở Gò Vấp ở phường nào ạ? Dạ, em phường 5 Gò Vấp ạ. Phường 5 Gò Vấp thì... Dạ. Địa điểm mình làm việc cũng tại phường 5 luôn. Vậy là đi chợ hàng ngày nha em. Ủa em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì hòa đồng vui vẻ. Em ca hát được, biết làm những công việc nội trợ. Và ngoài ra thì những công việc linh tinh về điện nước em làm được hết. Giỏi. Điểm em yếu. Thích làm điện lắm chị. Không có điện em làm cho có điện luôn. Hỏi có bị điện giật lần nào chưa? Dạ chưa. Điểm yếu là gì? Em sợ đồ cao, hay là nói chuyện cũng không khéo, sống theo nội tâm. Sợ đồ cao mà thích làm điện. Bạn gái, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em rất là dễ tính, dễ hòa đồng, cũng hay rất là thích cười, rất là chu đáo, biết nấu ăn. Khuyết điểm của em là em dễ tính quá nên cũng dễ bị ăn hiếp lắm. Lưu số điện thoại anh kia liền, mai mốt ai ăn hiếp ở khu vực phường 5 Gò Vấp gọi điện cho anh liền. Không có gì anh sẽ bảo vệ cho em. Bảo vệ ha. Dạ hy vọng là vậy ạ. Rồi, tình trường mình sao em? Em cũng đã có hai mối tình rồi. Mối tình gần đây nhất thì em cũng chia tay cũng được 1 năm rưỡi rồi. Lý do? Ảnh hơn tuổi em cho nên là cái lối suy nghĩ nó hơi khác biệt với nhau. Tính ảnh cũng hơi gia trưởng và hay ghen nữa cho nên là tụi em không có tiếng nói chung và dẫn đến là chia tay. Nên em cũng sợ quen bạn trai mà ghen dữ lắm. Để em hỏi ảnh nữa coi ảnh sao. Không biết là anh có ghen hỏi ghen, đi, ghen, hỏi đi ghen dữ không ạ? Có ghen chứ em. Vì yêu mà ghen mà em. Dạ ghen đúng thì được ạ, chứ đúng đừng rồi. Có ghen linh tinh hay là cái gì cũng ghen nữa là không được ạ. Vậy em có ghen không? Dạ có chứ. Vậy mình hợp nhau đó. Trời đất. Tình trường em sao em? Dạ em trải qua được một mối tình 2 năm, sau đó thì chia tay. Lý do? Tại ghen quá hả? Dạ không, lý do là em không thích người phụ nữ lăng nhăng. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Ngoại hình thì cân đối thôi, cao từ 1m55 đến 1m6, và người phụ nữ nó phải có tóc. Thì sao dạ, không thích. Có tóc trời, chứ tóc ngắn hay tóc dài thôi chứ sao không có tóc. Em dạ. Làm như em tóc nhiều lắm vậy đó. Dạ tại vì em tóc ít nên em thích người phụ nữ tóc nhiều nó bù qua. Và dạ, thích người phụ nữ với tóc dài. Hồi em học cấp 3 em thích vuốt tóc mấy bạn nữ mà em bị quýnh hoài, mà quýnh hoài cũng không bị không bỏ được cái tật đó. Nó hôm qua quay vuốt tóc mình đâu. Vuốt riết nó vậy đó. Rồi gì nữa không em? Dạ thích người phụ nữ có làn da trắng, nhất là mềm mại, mát mẻ, mịn màng, măng mê mới mùi mẫn. Trời ơi. Làm thơ đồ nha. Ngồi với mấy người đen là sao em, nóng nực hả em? Dạ không biết nữa, em chưa có đụng vào nên em chưa biết. Đụng không, đây tôi cho đụng nè. Nè đụng coi. Dạ chị da, da trắng đen. Mà có da có mịn màng không? Sao? Mịn chị. Dạ, mịn hả? Dạ. Này ôm thì nó làm sao? Chưa ôm nên chưa biết. Ôm thử luôn không? Dạ không được. Cái điều gì em không thích nhất ở người phụ nữ? Dạ em không thích người phụ nữ là ăn nhậu, cờ bạc, hút chích, xăm mình.
nói nhiều. Nhìn cái kiểu ông là gia trưởng dữ lắm. Dạ không, em không có gia trưởng, em hơi kỹ tính xíu thôi. Kỹ tính xíu nữa hả? Dạ em thì con út trong gia đình, ba mẹ cũng đang hối thúc, nếu được thì trong năm nay. Mọi thứ chuẩn bị tới đâu rồi? Dạ mọi thứ có ba mẹ lo. Sướng quá vậy? Dạ con út mà chị. Về ở với ba mẹ luôn đúng không? Dạ không, em ở Sài Gòn. Em làm việc tại Gò Vấp và ở trên ở Hóc Môn. Nhà mình hay là nhà thuê? Dạ nhà em. Nhà mình mua luôn? Dạ. Hay là ba mẹ mua cho? Ba mẹ mua cho. Trời sướng quá vậy, ông mà con út cái gì cũng được hưởng hết trơn ha. Dạ. Rồi thôi. Thôi được rồi, có nhà có cửa, công việc ổn định là ngon lành thôi. Đẹp trai tao hơi bị ngon á. Em có thích người đàn ông ít tóc một chút không? Để dạ. Qua xem đàn gái coi sao nha. Dạ ít thì cũng được nhưng đừng ít quá chị. Không à, rồi đó mẫu người lý tưởng làm sao em nói cho anh Linh nghe đi. Em cũng thích là bạn trai biết quan tâm, chia sẻ, biết lo lắng cho gia đình, cũng là bờ vai vững chắc để cho em tựa vào. Vững được. Đàn trai không phải anh khen bên anh chứ, đàn trai là dễ thương, hài hước, vui vẻ, hòa đồng, mịn màng. Nhưng mà đây đang lo nè, nhà gái đang lo là gì? Lo gì? Ví dụ như công việc của em cũng độc lập, cũng hay đi làm hay đi ra ngoài đó, thì không biết là tính ảnh có chịu được người phụ nữ độc lập như em hay không? Chịu không em trai? Dạ em thích người phụ nữ tự lập. À. Dạ. Anh này là anh thủ quỹ, anh giữ tiền giỏi lắm. Dạ. Cho nên mốt lấy nhau về chắc chắn tiền trong nhà là anh giữ rồi đó. Dạ không, cái này để cho vợ giữ chứ ơi. Chắc không? Dạ chắc. Rồi, thấy được đó nha. Được. Anh thấy hợp đó. Dạ. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ em đi với các chị em của em ạ. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn trai bên đây. Chào em. Em là chị họ của Thoa. Chị Thoa thì vui vẻ, hòa đồng với lại giỏi giang trong công việc. Còn em thấy bạn nam bên này cũng vui á, cũng có thể hợp. Nếu hai bạn có tìm hiểu thì cho cơ hội đến với nhau. Em thấy anh vui không? Dạ em thấy anh vui. Vui là được rồi, có đi với em được không? Rồi cho gặp em ruột cái đi. Chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường với mọi người ở đây ạ. Chị em thì cũng dễ tính lắm, chắc chắn với là anh chị là chị nấu ăn ngon. Còn em thấy anh bên đây thì cũng được, mà không biết anh có hút thuốc không anh? Không, mình không có hút thuốc. Có thể là hợp với chị em á. Thì có gì thì em nghĩ hai người sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau qua chương trình này. Dạ có gì em nói giúp như vậy. Rồi, hay quá. Rồi được rồi, cảm ơn. Hôm nay đi với ai? Hôm nay em đi với em họ và hai chị đồng nghiệp. Dạ xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và rồi quý vị khán giả. Em là đồng nghiệp của Thừa. Thừa ơi, chị thấy bạn Thoa bên đây rất là hợp với Thừa đó. Thì chị thấy Thừa cũng đáp ứng được 90% rồi đó. Dễ thương, trắng trẻo, mịn màng. Chị nói cho Thoa yên tâm là Thừa là không có hút thuốc. Dạ. Không có gia trưởng. Giống như Thừa có giới thiệu là Thừa kỹ tính. Dạ. Mà kỹ là kỹ trong công việc. Thì dạ, có thể cho nhau cơ hội đi. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mình kéo màn cho hai bạn Thoa Thừa gặp mặt. Kéo màn lên. Bắt đầu đi Thừa. Dạ. Nhiệm vụ của em tới rồi đó. Dạ anh chào anh. Tặng em. Dạ em cũng có món quà. Em có thể mở cái này luôn. Dạ. Em tặng em một cái khăn tròn. Hy vọng cái khăn này nó có thể quấn cổ hai ta khi mà mùa đông lạnh tới. Dạ rồi, khăn toàn lên luôn, toàn lên luôn đi. Quấn luôn đi em. Thừa mở khăn lên toàn đi Thừa. Cái khăn này có thể quấn cổ hai ta. Móc vô hai ta luôn nha. Có anh à? Dạ, anh cũng có thể khui thử quạt của em. Dạ. Bỏ luôn vậy đó hả? Dạ, tại ngành nghề của em cũng là may mặc. Tuy là em chưa bán áo nam nhưng mà em cũng hy vọng là cũng có thể sản xuất hay là làm những cái áo cho bạn nam của mình mặc. Thử coi coi như thần giao cách cảm, nhiều khi đo trúng tướng anh Quyền Linh á. Để người ta chăm sóc. Cái này tao bứt cái mạc thôi. Rồi bẻ cổ áo xuống cho bạn trai đi, ngồi tâm sự luôn cho nó đẹp. Đó. Rồi. Hai bạn ngồi xuống đi. Cũng vừa. Vừa ha, đẹp ha, cái khăn với cái áo lát đi chơi luôn. Em cảm nhận về anh như thế nào? Khi mà gặp anh thì nó hơi khác với tưởng tượng của em lắm. Cảm thấy là anh cũng gần gũi, dễ gần. Có đẹp trai không? Dạ, dạ đẹp trai ạ. À, lúc trước anh đẹp lắm, giờ anh đỡ nhiều rồi đó. Dạ. Anh cảm nhận của em như thế nào khi nhìn thấy em? Nhìn em dễ thương, vui vẻ, chung là hợp với anh khoảng 80%. Dạ. Em có thường hay về quê không? Dạ, nhà em thì ở Vũng Tàu cho nên em cũng ngày lễ, các ngày nghỉ là em cũng hay về lắm ạ. Không có về Bến Tre chơi không? Dạ, Bến Tre thì một năm thường thường là em sẽ về khoảng 2 lần. Là... Dạ, ngay có đám tiệc gì đó thì em mới về. Dạ. Thì công việc của em chắc cuối tuần rảnh đúng không? Cuối tuần cũng bận nhưng mà nếu như mà thông báo trước với em cũng có thể sắp xếp được các ngày ạ. À, vậy hôm nay báo anh luôn, báo với em luôn là mời em
cuối tuần này về quê anh chơi, nhà có tiệc, em sắp xếp được. Dạ, báo em trước thì em sẽ cố gắng sắp xếp ạ. Hôm nay báo rồi nè, cuối tuần này. Dạ, em sẽ cố gắng sắp xếp rồi. Giờ sao mình thuyết phục người ta đi rồi cuối tuần người ta mới về quê mình chứ. Vấn đề ở đây ta bấm nút người ta mới về quê. Dạ. Thuyết phục đi công em. Công việc của em này có đi ra ngoài thường xuyên hay là ở một chỗ? Dạ, công việc của em cũng đi ra ngoài thường xuyên lắm anh. Tại bên em là cũng hay làm về may mặc, cho nên em cũng thường xuyên đi xem hàng hóa với lại là cũng giao hàng cho khách. Nếu mà chúng ta hẹn hò thì em nghĩ khi nào chúng ta có thể tiến đến hôn nhân được? Bất kỳ thời điểm nào mà cả hai cảm thấy phù hợp nhất thì cả hai đến đến hôn nhân, em không quy định vào thời gian đâu ạ. Em nghĩ như thế nào về cuộc sống hôn nhân? Em nghĩ cuộc sống hôn nhân là phải có sự tôn trọng, chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau và nhường nhịn lẫn nhau nữa. Em nghĩ những cái điều đó sẽ dẫn đến cái cuộc hôn nhân bền vững và lâu dài và tạo nên cái hạnh phúc cho cả hai ạ. Dạ, còn anh quan điểm như thế nào về hôn nhân và tình yêu? Phải hiểu. Dạ. Thứ hai là phải chung tình. Dạ, em cũng có suy nghĩ cũng giống như anh vậy đó. Em có câu hỏi nào hỏi thêm anh không? Em muốn hỏi anh là hiện tại là anh đang ở Hóc Môn à? Đúng rồi, đang ở Hóc Môn. Dạ, thì sau này mà nếu như mà mình thì đến với nhau thì mình ở Hóc Môn luôn hay là mình về quê hay là... Ở Hóc Môn luôn em. Ở Hóc Môn luôn à? Dạ, làm việc ở trên đây thì ở trên đây luôn. Hát bài tỏ tình với bạn gái trước khi bấm nút coi. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mắt. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em hiển nhiên chim ngự hồng anh. Hay quá. Cảm nhận như thế nào? Chắc cũng là một người rất là chu đáo, cũng rất là biết quan tâm và chia sẻ. Em nghĩ dạ. Bây giờ cô ấy sẽ trả lời cuối tuần này có về quê em hay không qua cái nút bấm. Các bạn đủ bản lĩnh để suy nghĩ có nhấn nút hay không? Đủ bản lĩnh để có thể đến với nhau hay không? Quyền quyết định của các bạn nha. 1 2 3. Hết thời gian. Đàn đôi lắm đó. Hôn nhau đi. Vuốt ve mềm mại gì đó. Vuốt ve vui vẻ. Giờ này là của bạn đó. Xin phép.